Chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dùng chia sẻ tới anh chị thông tin của một lô đất nằm trực tiếp view mặt hồ, view núi ở Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Với tổng diện tích là trên sổ thì hơn 9.000, nhưng mà nếu mà theo app mới thì nó gần 9.000 m². Đất tương đối vuông vức bằng phẳng, có sẵn 150 m² thổ cư. Đường tới đất thì bám mặt hồ là từ phía đầu xa anh chị. Đó, bám theo đường này, bám vòng sang bên này. Đó, bên kia đó là núi và bên kia thì có một ngôi chùa đang xây dựng. Theo hướng phía bên kia anh chị, mình chạy thẳng luôn là con đường đâm thẳng ra đường 81 á, ngay gần với vị trí giao với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu á. Đó, và phía bên kia thì con đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu luôn. Đó, cách lô đất của mình cũng không có quá xa đâu anh chị. Nếu mà như theo đường cũ á, thì mình sẽ kết nối phía này là đi ra phía đường Hắc Trịch Tóc Tiên, nhưng mà hiện tại là đường cao tốc đang làm thì sẽ bị bịt lại anh chị nhá. Và ngay góc góc đó luôn là người ta đang làm cái con cầu vượt đó, thì sau này thì mình sẽ kết nối qua cầu vượt để qua phía bên trung tâm của Tóc Tiên. Còn hiện tại thì nếu mà kết nối qua thì mình có thể phải đi đường vòng. Với lô đất này thì tổng diện tích là gần 9.000, view với hồ. Hồ này ngày xưa người ta khai thác cát anh chị, đó thì cũng tương đối lớn, đất bằng phẳng, giá đang chào bán là 10 tỷ. Đó, thì anh chị nào quan tâm tới cái sản phẩm này thì liên hệ cho Dùng qua số điện thoại 0908741668 anh chị. Sau đây thì Dùng gửi tới anh chị một vài cái hình ảnh ở trên cao để anh chị có thể hình dung được cái hình thái lô đất, vị trí và các cái con đường kết nối giao thông nha anh chị.